Đại gia ngang nhiên chiếm lòng đường tổ chức đám cưới. Trưa ngày 28 tháng 7, người dân ở phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương hết sức bất bình vì một gia đình đã dựng nhiều biển báo công trường xây dựng lấn chiếm 2/3 đại lộ Trần Quốc Toản để dựng lều tổ chức đám cưới, gây cản trở giao thông. Nhiều người dân cùng người đi đường ở thành phố Thủ Dầu Một đã bày tỏ sự khó chịu khi lưu thông qua đại lộ Trần Quốc Toản bởi lều đám cưới được cho biết là của một đại gia bất động sản đã ngang nhiên lấn chiếm hết lòng đường. Để chiếm dụng hết mặt đường trước nhà làm nơi đãi tiệc, chủ nhân tiệc cưới đã dùng những biển báo công trường đang thi công. Hai bên đường dẫn vào nơi đãi tiệc đầy những xe hơi sang trọng, đậu từ vỉa hè tràn xuống lòng đường. Phần đường hẹp còn lại, ngoại trừ xe hai bánh, các loại xe khác phải chạy về phía bên làn đường trái chiều mới có thể tiếp tục lưu thông. Địa điểm dựng rạp cưới cách trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Hòa Phú vài trăm mét. Theo người dân sống trong khu vực cho biết, khách đến dự đám cưới có một số cán bộ địa phương.